Em xin giới thiệu các bác đến một cái mặt hàng mà ai ai cũng đều biết đến và khi đã chơi thì cực kỳ là mê, cực kỳ là thích. Đó chính là những cái dòng Dendro. Dendro với hơn 40 loại Dendro, mặt hoa đẹp và đáng để sưu tầm. Và hàng Dendro này nói qua về những cái đặc điểm ưu việt của dòng Dendro đó chính là nở hoa quanh năm, chơi rất là bền và lâu tàn. Một khi ai đã chơi thì càng thấy mê nhé các bác nhé. Hàng hôm nay nhà em về hơn 40 loại Dendro, cực kỳ là nhiều màu sắc khác nhau. Và các bác yên tâm là khi đã mua hàng nhà em nhé, những dòng Dendro nhà em đều là những hàng chọn lọc giống. Và thứ hai là khi gửi đi thì em cũng sẽ ghi tên và thành bầu phân loại cho bác từng loại mặt hoa. Và trong cái video clip này thì em vẫn sẽ giới thiệu các bác chi tiết tình trạng cây kèm theo từng hình ảnh của mặt hoa để các bác dễ dàng lựa chọn hơn nhé. Bởi mỗi cây thì mỗi hoa, mỗi vẻ đẹp khác nhau. Và để ưng với mặt hàng nào, với vẻ đẹp nào thì các bác trong quá trình đặt hàng, các bác là một người mua hàng thông thái thì hãy xem video và ưng mặt hàng nào và hãy gọi điện cho bên em nhé. Đấy, hàng hôm nay về ngập tràn luôn. Tất cả những dòng Dendro hơn 40 loại, cực kỳ là đẹp và đều là những cây tơ rất là mướt. Và đặc biệt hơn khi các bác mua số lượng nhiều, ví dụ từ 5 cây, mua từ 10 cây sẽ được giảm giá nhé. Chương trình ưu đãi nhà em là khi mua 5 cây sẽ được giảm 5.000 đồng một cây, mua 10 cây sẽ được giảm 10.000 đồng một cây ạ. Đây là giảm giá tri ân khách hàng. Hàng nhà em có phân loại mặt hoa rất là đẹp. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu qua từng loại mặt hàng để báo giá cho các bác và kèm theo hình ảnh mặt hoa nhé. Và đặc biệt hơn là thời điểm này cũng gần cái thời điểm Tết Nguyên Đán rồi, nên là cái hàng mặt hàng Dendro này tất cả các nhà vườn đang thu mua gấp rút rất là nhiều ạ. Đây là cái lô hàng cũng coi như là gần cuối cùng của nhà em trước khi kết thúc năm 2020 để đón Tết. Đó, các bác tranh thủ nhá. Như năm ngoái thời điểm này giá hàng Dendro đã tăng nhưng em vẫn giữ giá các bác từ đầu năm đến tận cuối năm ạ. Hàng về thì rất là bạt ngàn, đẹp và hàng nhà em thì các bác biết rồi, hàng nhà em đi liên tục đấy ạ, số lượng nhiều. Và đây ạ, sau đây thì em xin giới thiệu luôn tất cả những dòng Dendro ngày hôm nay. Dendro da xưa, một trong những dòng hàng hot nhất và nổi tiếng nhất trong những bộ Dendro nắng. Dòng này thì nổi tiếng là hoa thơm, hoa bền và màu vàng của nó, màu vàng tươi rất là thích mắt và rất là mát mắt ạ. Dendro da ngày hôm nay nhà em về chậu to nhé, nó sẽ to hơn so với cái lô hôm trước và giá thành em sẽ nhập cao hơn một chút. Đó, Dendro da ngày hôm nay chậu rất là đẹp, cây mập đẹp, giá là 250.000 đồng một chậu. Cây đang đến thời điểm cứng đọt và đứng ngọn rồi nhé. Đấy, chậu nào mà ít thân thì nó sẽ cao mập hơn, chỗ nào mà nhiều thân thì nó sẽ lùn lùn hơn. Đấy, tổng thể hôm nay về số lượng hơi có hạn một chút. Bà liễu xưa, đấy, như đã nói thì bà liễu xưa hôm vừa rồi thì về lô cây lớn. Ngày hôm nay thì cây lớn đã hết hàng và bắt đầu chuyển sang hàng cây nhỏ. Và không những năm nay, các vườn khác cũng đều rất là yêu thích cái dòng bà liễu xưa này. Không những là cái dòng mà nó nổi tiếng từ xưa đến nay mà năm nay thực sự là cái dòng này quá là hút khách hàng luôn các bạn. Đấy, ngày hôm nay thì nhà em về cái chậu này là chậu cây phi 12. Chậu sẽ nhỏ hơn nhưng cũng có một số cây em thấy nó cũng đang chuẩn bị đứng ngọn rồi đấy á. Hàng bà liễu xưa, hàng rất là đẹp. Đây, cây tơ nhá, cây tơ luôn. Chiều dài thân ạ. Đấy, em sẽ so sánh nhớ mắt cây bà liễu xưa của ngày hôm nay với ngày hôm trước nó sẽ khác nhau như thế nào. Và em bán với giá là 80.000 đồng một chậu nhá. Hôm nay bà liễu xưa em về số lượng lớn luôn. Bởi vì mặt hàng này ấy, lúc nào cũng cháy hàng, không nhập thì lô sau sẽ hết hàng luôn đấy ạ. Đấy, đây là bà liễu xưa. Tổng thể cả cái lô hàng vừa mới về này, rất là nhiều luôn các bác nhá. Chỉ có giá là 80.000 đồng một chậu ạ. Một cái dòng năm cánh trắng quốc dân. Bò tím ạ. Phải nói là cái lô bò tím hôm nay về cây tơ mướt rất là đẹp luôn. Có những cây đứng ngọn này đã đang có nụ rồi, có cây đứng ngọn và sắp tới sưng nụ. Và hàng bò tím hoa cánh xoắn và hoa tím rất là đẹp đấy. Những cái chậu này em bán là 80.000 đồng một chậu. Hoa rất là đẹp và cả tổng cả lô rất là yêu. Bò vàng ạ. Chốt lô bò vàng cuối cùng của năm nay. Và lô bò vàng hôm nay cây đã lớn rất là mạnh mẽ rồi. Đấy, cây cao nhé, không phải như những cây thấp thấp hôm trước. Đấy, cây nùn thì nhiều thân, cây cao thì ít thân. Hàng rất là đẹp, bò vàng cánh xoắn 80.000 đồng một chậu. Vàng chanh, một trong những dòng Dendro với mặt hoa sai hoa rất là đẹp. Hàng này thì cây to mập mạp và hàng lô hôm nay thì về cây đã sưng nụ rất là đẹp rồi. Đấy, đây cây rất là to nhá. Đây, cây này thì to bự luôn. Đấy, và một Dendro thì thân nó không chỉ ra hoa ở trên một đầu ngồng đâu mà có thể ra đến 2 3 nụ trên một thân nhá. Chậu này em bán với giá là 80.000 đồng một chậu. Đây là Dendro vàng chanh, hoa màu vàng rất là sai hoa. Kinh công, một trong những dòng hàng với bông hoa rất là to và đẹp. Đây là bông hoa thực tế mà hàng vừa mới về. Đấy, một cây nhỏ xinh như vậy lại cho ra những cái bông hoa cực kỳ là đẹp vời, tuyệt vời. Đây là hoa nở bói nhá. Nhưng thực tế là hoa của nó sẽ dài như thế này này. Một chậu kinh công này em xin phép bán với giá là 80.000 đồng một chậu. Kinh công hôm nay thì về nhiều hơn, lô hôm trước thì cháy hàng.
Singaron, một trong những dòng cánh xoắn rất là đẹp. Và đây là một dòng dòng Dendro thuộc dòng Dendro xinh nhá. Đó, mặt hoa xoắn đẹp và loại này 80.000 đồng một chậu nhá. Vàng lưỡi nỏ, một trong những dòng hàng không hết hot trong cái lô đợt trước, cháy hàng ngay ngày thứ hai đấy ạ. Đấy, hàng hôm nay thì em sẽ về cũng rất là nhiều hơn. Đấy, một cái cây dòng này thì cho hoa rất là sai hoa, đặc biệt hơn là với lưỡi màu đỏ, nó tôn lên cái vẻ đẹp của cây vàng lưỡi đỏ rất là nhiều. Dòng này bông to đẹp, hoa màu vàng tươi tán 80.000 đồng một chậu. Cây rất là lùn và rất là mập luôn. Cây vàng lưỡi đỏ thì cây cực kỳ là mập mạp luôn nha các bác nhá. Chớp Enobi, một trong những dòng hoa cánh chớp rất là đẹp. Đặc biệt hơn là dòng ngày hôm nay, những cái chậu thuần này nó đã đang có nụ hoa này, để mọi người chơi hoa luôn này. Hoa rất là sai bông và đẹp nhá. Loại này thì hàng giá thành giống của nó cũng hơi đắt tiền hơn. Lô hôm nay thân nó mập đẹp. Đấy, 120.000 đồng một chậu nhá. Đây là chớp Enobi. Đấy, hàng đều đang có ngồng nụ hết. Các bác có thể sưu tầm 2-3 chậu để ghép vào một giò. Em cập bến một lô Denzo Lycat bông to. Đấy, dòng này thì bông của nó rất là to và đẹp. Đấy, cây của nó cũng thân mập và hầu như là đang có ngồng nụ. Một số cây thì đang trong quá trình thắt ngọn các bác nhá. Gửi đi xa thì em sẽ lấy cái cây mà thắt ngọn thôi, để các bác là đỡ ảnh hưởng cho quá trình vận chuyển. Hàng này 80.000 đồng một chậu, Dendro Lycat bông to. Hồng thơm, một trong những dòng hoa màu tím và rất là siêng hoa nhá. Dòng này thì hương thơm rất là tuyệt vời. Đấy, hồng thơm này, một chậu cũng khá là nhiều thân. Hàng đẹp, đấy ạ. Hàng này em bán với giá là 80.000 đồng một chậu, Dendro hồng thơm. Cập bến một lô đó chính là Dendro Doraemon nhá. Dòng này cũng thuộc tiếp dòng bông to và thân mập đẹp, đấy ạ. Dòng này thân cực kỳ là mập luôn, mập ú luôn. Mập hơn cả ngón tay cái của em này mọi người này. Cái dòng này chơi thân chơi lá rất là tuyệt và mặt bông to là rất là thích rồi. Doraemon em cũng bán với giá là 80.000 đồng một chậu. Cập bến một lô Dendro Lai Hồ Điệp. Đó, em có cả Dendro Lai Cát và Dendro này là Dendro Lai Hồ Điệp nhá. Dòng này với mặt bông rất là tím đậm này. Đấy, một số cây đang có nụ. Đó, bông tím đậm luôn. Dòng này thì bụi của nó khá là nhiều thân. Dòng Dendro Lai Hồ Điệp này cũng 80.000 đồng một chậu. Một bụi to đùng này, cây to đùng cách mạng này giá 80.000. Hàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là tím Huế ạ. Đây ạ, những cái chậu tím Huế đây. Hàng cũng khá là nhiều thân. Và dòng này thì hoa rất là sai nhá. Màu hoa tím rất là thân thương. 80.000 đồng một chậu ạ. Tím xoắn Huế á, một trong những dòng rất là sai hoa. Cây mập đẹp, lô hôm nay tím xoắn Huế phải nói là cực kỳ là đẹp luôn. Đó, cây mập ú ụ nhá các bác nhá. Dòng này hoa xoắn đẹp, màu tím, 80.000 đồng một chậu tím xoắn Huế. Thỏ xưa, phải nói là hôm nay về cái lô thỏ xưa cây rất là đẹp nhau nhá. Đấy, khách đến nhà thì xem cái lô thỏ xưa này cực kỳ là ưng ý luôn. Dòng này em bán 80.000 đồng một chậu thỏ xưa. Ngày hôm trước là cháy hàng cái thỏ xưa này, hôm nay thì về rất là nhiều các bác ạ. Zaza Mini, một trong những dòng hàng cực kỳ là siêng bông. Thông thường thì mọi người mua những dòng Zaza này thường về một là lên chậu, hai là các bác có thể ghép vào trụ nhá. Bởi vì những cái trụ Zaza ấy, mọi người tạo lên một cái tác phẩm cực kỳ là tuyệt vời. Hoa này sai bông mà bông rất là đẹp nữa. Zaza ngày hôm nay về cây đẹp này. Đấy, đang có ngồng nụ, một số cây đang có ngồng nụ này. Đó. Loại này thì 70.000 đồng một chậu Zaza nhá. 70.000 đồng một chậu Zaza. Và Liễu Lai, một trong những dòng hàng cũng thuộc tiếp dòng năm cánh trắng quốc dân. Nếu bà liễu xưa cánh của nó là cánh bay thì bà liễu lai là một dòng cánh bầu. Dòng này thì hoa cũng rất là đẹp nhá. Đó, đây cây của nó đây, tình trạng cây đây. Đấy, hàng mới về ngày hôm nay. Loại này em bán 80.000 đồng một chậu, cây cũng khá là cao. 80.000 đồng một chậu bà liễu lai. Tiếp theo đó chính là dòng Cielo White Lip. Đấy, một dòng hàng mà hoa thơm, dòng này hoa cũng rất là sai hoa, một màu hoa màu vàng đẹp Cielo White Lip này cũng 80.000 đồng một chậu nhá. Đây cây đứng ngọn hết rồi. Đứng ngọn và dòng này sai hoa cực kỳ luôn. 80.000 đồng một chậu Cielo White Lip. Vàng lưỡi nâu. Nói đến dòng vàng lưỡi nâu thì không thể nào các bác không chê được, bởi vì đây là một cái dòng hàng mà bản lá rụt rịt rất là đẹp đấy ạ. Dòng vàng lưỡi nâu này, lá rất là rụt rịt luôn. Cây mập ú ụ nhá các nhá. Đấy, cây rất là mập và đẹp luôn ạ. Vàng lưỡi nâu này thì em xin phép bán là 100.000 đồng một chậu nhá. Dòng vàng lưỡi nâu này em nhập nó hơi cao một chút. Đấy, hàng đẹp, bao đẹp luôn. Đấy, tổng hàng vàng lưỡi nâu này. Blue Cow 80.000 đồng một chậu. Hoa đẹp, hoa màu tím rất là đẹp. Dendro móng rồng ạ. Ngày hôm nay cập bến thêm một lô Dendro móng rồng. Và dòng móng rồng này thì nếu mà các bác lấy cây lùn lùn này nó sẽ nhiều thân hơn. Còn nếu mà lấy cây cao thì nó ít thân hơn một chút nhá. Nhưng mà dòng này cũng là một cái dòng hoa đẹp và rất là xinh. Đấy, móng rồng 80.000 một chậu.
ba lưỡi vàng, ba lưỡi đỏ, một trong những dòng hàng dendro đột biến về mặt hoa. Hàng này thì cây của nó lùn lùn thôi ạ, cũng chỉ tơi tầm một gang tay đổ lại thôi, nhưng lại cho ra những cái bông hoa ba cánh vàng, ba cánh đỏ cực kỳ là đẹp. Cây đứng ngọn này nhá, cây đứng ngọn là các bác có thể chơi hoa được rồi. Và dòng này em bán là 100.000 đồng một chậu nhá. Hoa đẹp, hàng này không đẹp thì không lấy tiền luôn. Bông rất là đẹp luôn ạ. Dendro Line cát tím ạ. Em có Dendro Line hồ điệp này, Dendro Line cát bông to, và đây là dòng Dendro Line cát tím thôi nhá. Dòng này thì cây của nó bự hơn, cao hơn và bông của nó cũng rất là đẹp. Đấy, mỗi loại nó có một vẻ đẹp khác nhau. Và hàng này thì em có để mọi người trên màn hình đấy, mọi người có thể dễ dàng phân biệt hơn. Cây to mập như vậy cũng chỉ có giá là 80.000 đồng một chậu thôi ạ. Cả mỗi lô hàng Dendro Line cát tím, bông tím đậm, hoa rất là đẹp, 80.000 đồng một chậu. Hôm nay về một lô đó chính là Dendro chuỗi ngọc. Đó, dòng chuỗi ngọc thì hoa của nó cũng rất là nhỏ thôi, nhỏ xinh thôi. Bởi vì nó như thành từng chuỗi đấy ạ. Đấy, cái bông hoa của nó đây. Một số cây đang có ngổng nụ này. Cây của nó cũng nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy, đã có nụ hoa rồi các bác ạ. Đó, dòng này thì cây của nó chỉ nhỏ nhỏ như thế thôi. Bởi vì cây năm ngoái đây, nó như vậy nó đã ra hoa rồi. Đấy, hàng đang có nụ hoa nhá. Một số cây thì đang đứng ngọn sắp ra hoa. Dendro chuỗi ngọc này thì em bán với giá là 80.000 đồng một chậu. Dendro chuỗi ngọc. Đấy, hàng mới về, hàng hot đấy ạ. 80.000 đồng một chậu. Bên đây là đa răng. Và cái mặt hàng Dendro đa răng này cũng rất là mới, và một số bác chơi lâu rồi biết rồi, cái dòng giống nó cực kỳ là hiếm luôn. Đấy, dòng đa răng này cực kỳ là hiếm luôn nha các bác nhá. Đấy, những cái cây mà cây nhỏ nhỏ đấy thôi lại cho ra những bông hoa rất là đẹp. Đa răng này thì em bán với giá là 80.000 đồng một chậu nhá. Đây là đa răng, cây nhỏ nhỏ, 80.000 đồng một chậu. Và hôm nay thì em có về một cái loại Dendro mới này. Đây, một dòng nắng mới với dòng hoa thơm, với tên gọi đó là Sri Satong. Cái này đọc thì nó hơi đau mồm một chút. Thì các bác đặt hàng thì các bác cứ bảo là một cái dòng Dendro mới mà tiếng Anh này nhá, khó đọc nhá. Đấy, dòng này thì cây mập đẹp và hoa của nó thì rất là mới, rất là lạ đúng không ạ? Dòng này em bán cũng 80.000 đồng một chậu nhá. Cây đứng ngọn và sắp tới ra nụ. Hàng này thì em thấy nhà vườn người ta đang nói là nó là một cái mặt hàng mà cũng đang rất là hút khách hàng trong thời điểm hiện tại, nên là em có lấy chút về để mọi người có thể sưu tầm để làm giống á. 80.000 đồng một chậu cái Dendro này. Đấy, Hiroshi, phải nói là cái lô ngày hôm nay về cây của nó mập ú ụ luôn các ơi. Chưa thấy cái lô Hiroshi nào mà không đẹp cả. Hàng rất là mập và đẹp luôn nhá. Hàng này hoa màu tím mà hoa rất là đẹp. Loại này em bán 80.000 đồng một chậu. Đấy, có những thân mập ú còn to hơn cả cái ngón tay cái của em này. Đấy, Hiroshi 80.000 đồng một chậu. Salmon Red, đây là một dòng Dendro nắng mới của nhà em hôm nay vừa mới về các bác nhá. Dòng này mới về. Và Salmon Red này thì có hai kiểu cây. Thứ nhất là nếu mà các bác lấy cái loại cây lùn lùn này thì nó cực kỳ là nhiều thân, thân tơ. Và nếu mà lấy cây cao nó sẽ ít giả hành hơn. Đấy, tùy theo cái nhu cầu của các bác. Và bông hoa của nó rất là đẹp, 80.000 đồng một chậu Salmon Red. Và những cái chậu hoa rồng xanh phải nói là cực kỳ là mướt mát luôn. Cả cái lô rồng xanh lần nào về nhà em cũng cháy hàng đấy ạ. Đó, đây các bác nhìn, một chậu của nó rất là tươi đẹp. Và chậu của nó cây cao, bự. Đó, mỗi chậu như vậy em bán lấy 80.000 đồng một chậu nhá. Cả một cái lô rồng xanh về rất là đẹp luôn, rất là thích mắt và bắt mắt luôn ạ. Thỏ vàng, cây cao đẹp và rất là tơ, 80.000 đồng một chậu, thỏ vàng. Kinh ba, một trong những dòng hoa tím và cánh bay và rất là sai hoa, nó thành từng chùm. Đấy, mỗi cây kinh ba, cây tơ này, với giá cũng 80.000 đồng một chậu, kinh ba nhá. Kinh ba ạ, thỏ nâu ạ. Thỏ nâu, những cây thỏ nâu rất là cao và đẹp. Đấy, những cây thỏ nâu này, hàng này rất là cháy hàng nhà em, 80.000 đồng một chậu thỏ nâu. Đấy, cây tơ mướt đẹp nhá. Dendro lá biên, một trong những cái dòng hàng mà lá biên kẻ phát tài. Đấy, những cây này thì cây của nó sẽ bản chất nó sẽ nhỏ hơn những cái dòng Dendro khác nhá. Tuy nhiên thì dòng này thì giống của nó đắt rồi. Đó, loại này là 100.000 đồng một chậu, 100.000 đồng một chậu Dendro lá biên. Đấy, bông hoa của nó không những là biên lá mà nó còn biên cả cánh hoa cơ. Và đây ạ, một cái lô Dendro hoa hồng lại tiếp tục cập bến đây, những cây Dendro hoa hồng. Và nói qua là tình trạng dòng đa hoa hồng này nó cũng vừa vừa thôi, nó cũng không phải là dòng cây cao. Tuy nhiên thì cây của nó rất là mướt đẹp. Đó, đây, cây Dendro hoa hồng đứng ngọn hết rồi. Loại này thì là 80.000 đồng một chậu Dendro hoa hồng nhá. Hoa như cánh bông hoa hồng đấy ạ. Ba lưỡi hồng, một trong những dòng ba cánh hồng xen lẫn với ba cánh vàng, tạo nên bông hoa rất là sai và đẹp. Cây mập tơ, đó, rất là đẹp luôn. Ba lưỡi hồng này, cây cao. Loại này em bán 80.000 đồng một chậu. Rồng đỏ, một trong những dòng hàng hoa màu đỏ cánh xoắn. Đó, những cây rồng đỏ rất là xinh này, đẹp này,
Đấy. Loại này cũng 100.000 đồng một chậu nhá. Rồng đỏ này là 100.000 đồng một chậu. Nắng si sa, một dòng nắng hoa sai và cây tơ mượt. Đấy, đang có nụ hoa. Loại nắng si sa này em bán với giá là 80.000 đồng một chậu. Nắng si sa. CCY, một trong những cái dòng hàng hoa đen rô nắng, hoa màu trắng tinh, một cái màu trắng mà ngọc ngà. Đó, dòng này thì cũng đang chuẩn bị nhú nụ này. Đó, loại này em bán 80.000 đồng một chậu. CCY, hoa màu trắng tinh. Dendro măng cụt, hoa của nó rất là đẹp, sai hoa, 80.000 đồng một chậu. Đây là dòng Dendro măng cụt. Hoa rất là đẹp nhé. Nên thì em có hai loại đồng tiền nhá. Đồng tiền có loại đồng tiền 5% và đồng tiền. Đó, cây này là cây đồng tiền 5% này, hoa bông to và rất là đẹp. Loại này cũng 80.000 đồng một chậu ạ. Cây tơ mướt đẹp. Chanel. Cây tơ. Hoa sai hoa. Đấy, mặt hoa như trên màn hình ạ, cũng 80.000 đồng một chậu Chanel. Vàng cánh mai, một trong những cái dòng hoa màu vàng sai hoa và màu hoa rất là tươi tắn. Loại này cũng 80.000 đồng một chậu vàng cánh mai ạ. Vàng cánh mai 80.000 đồng một chậu. Urawan, hôm nay về cái lô Urawan thân tơ mướt đẹp. Đấy, một bụi của nó cũng khá là nhiều thân nhiều tép này. Urawan, cây rất là đẹp luôn. 80.000 đồng một chậu Urawan nhá. Urawan. Zero 58 hay là đây là một cái dòng pen soda line nhá. Bông hoa màu vàng và dòng này thuộc top hoa thơm. Cây thân mập ú đẹp. Loại này em bán cũng 80.000 đồng một chậu nhá. Cây thân rất là mập và đẹp luôn, đang lên mầm. Banana, hoa thơm. Dòng banana hoa thơm cũng 80.000 đồng một chậu nhá. Cây đã đứng ngọn này. Đấy, rất là nhiều những cái thân tơ đang mọc lên. Một số cây còn đang có nụ. Đây là banana. Cisaret, hôm nay thì về cái lô Cisaret cây tơ rất là đẹp luôn. Đó. Cisaret em bán 80.000 đồng một chậu. 80.000 đồng một chậu Cisaret nhá. Đó, hàng rất là đẹp. Pen soda cam, một trong những cái dòng hàng của pen soda nhưng màu cam lửa nhá. Dòng này thì cây có nó lùn thôi, nhưng mà trong một chậu cũng khá là nhiều thân. Loại này là 100.000 đồng một chậu pen soda cam, 100.000 đồng một chậu. Về cả lô hàng rất là đẹp luôn. Dòng pen soda cam ạ. Nắng 4N, top một trong những cái dòng hoa nắng rất là đẹp. Và dòng này thì hoa của nó màu hồng tím tươi tắn và chậu của nó thì cũng khá là nhiều thân nhá. Một số cây thì đang đi ngọn cơ. Nắng 4N này, các bác nhìn này. Cây tơ mướt đẹp luôn. Loại này cũng 80.000 đồng một chậu. Rô thỏ hồng. Cây cao đẹp. Đó, cây thỏ hồng này. Đó, đây là dòng thỏ nhá. Dòng thỏ hồng, hoa đẹp. Loại này cũng 80.000 đồng một chậu, thỏ hồng. Rabbit berry. Đây cũng là một dòng thuộc top dòng thỏ ạ. Thỏ berry. Đấy, cây của nó cũng rất là tơ mướt đẹp. Đó, dòng này em bán cũng 80.000 đồng một chậu. 80.000 đồng một chậu. Và Dendro lưu ý là nó không chỉ ra hoa ở trên mà nó còn ra hoa ở những cái khía cạnh bên này nhá. Nên các bác, hàng này cũng là hàng cây tơ rồi ạ. 80.000 đồng một chậu thỏ berry, rabbit berry. Ngọc trai đen, cây của nó lùn lùn nhưng được cái rất là nhiều thân này. Ngọc trai đen 80.000 đồng một chậu. Đồng tiền, nãy là đồng tiền 5% nhá. Và đây là Dendro đồng tiền này. Loại này cũng 80.000 đồng một chậu. Hàng đẹp. Cây tơ. Trên đây là tổng hợp tất cả hơn 40 loại đen đô nắng em có báo giá cho tất cả mọi người. Và các bác đặt mặt hàng nào thì bên em ghi gửi đi sẽ ghi tên vào thành bầu cho mọi người để các bác về có thể phân biệt được cái loại hoa của mình yêu thích các bác nhé. Và rất là mong sẽ được nhận được sự quan tâm như sự ủng hộ của tất cả các bác, vì nhà em luôn luôn là nhập số lượng lớn nên bao giờ cũng để cho các bác cái giá thành nó rất là hợp lý và phải chăng. Và đặc biệt hơn là khi mua số lượng nhiều, nhà em đều giảm giá cho mọi người ạ. Và xin cảm ơn mọi người ạ.